Chào mừng các bạn quay trở lại với 1001 câu hỏi khoa học phong thủy cùng Master Kỳ. Các bạn thân mến, bạn có phải là người thiếu năng lượng hỏa hay không? Và làm cách nào để bổ sung năng lượng hỏa là điều mà Hồng Kỳ đã hướng dẫn các bạn trong nội dung chia sẻ trong clip trước. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục những cách bổ sung năng lượng hỏa để cho người thiếu hỏa nhé. Thứ nhất, đi du lịch nên đi về đâu? Đó chính là hướng Nam. Khu vực hướng Nam thuộc hỏa, do đó người thiếu hỏa nên đi du lịch về hướng Nam so với các quốc gia mình sinh sống. Ví dụ, người Nga nên đi về phía Nam là Mông Cổ, người Mông Cổ nên đi về phía Trung Hoa, người Trung Hoa nên đi về Việt Nam và người Việt Nam nên đi về các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có nước Úc. Vừa đi du lịch vừa tăng cường năng lượng hỏa. Thứ hai, chúng ta có thể xông hương và pha trà hoặc thắp nhang. Hỏa chính là biểu tượng của tôn giáo, vì vậy bạn có tín ngưỡng thì nên đi vào các nơi thờ tự. Những người Công giáo thì cần đến nhà thờ để tiếp thu năng lượng hỏa. Người Phật giáo nên đi chùa. Người không có đạo thì mỗi ngày khi ra khỏi nhà nên thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên. Mỗi ngày người thiếu năng lượng hỏa nên đốt hương, pha trà hoặc đốt một ngọn nến thơm đặt trên bàn làm việc cũng tăng cường năng lượng hỏa. Thứ ba, để đèn suốt đêm và tự nấu ăn. Người mệnh thiếu hỏa không nên tắt đèn ngủ. Họ rất cần một ngọn đèn nhỏ vì khoảng thời gian từ 21 giờ đến 3 giờ sáng. Lúc này năng lượng thủy rất mạnh, giờ Hợi, Tý, Sửu. Vì vậy các bạn cũng đừng ngạc nhiên khi thấy bạn của mình khi đi ngủ luôn để đèn. Phần lớn những người này thiếu hỏa đấy. Họ cần năng lượng hỏa bổ sung. Người thiếu năng lượng hỏa phải bật hết đèn trong nhà trong khoảng thời gian này mới thấy thoải mái, đặc biệt là đèn nhà vệ sinh và nhà bếp. Chỉ cần bật lên sẽ có rất nhiều hỏa. Người thiếu năng lượng hỏa có thể bổ sung bằng cách tự nấu ăn. Phương pháp này cũng giúp bạn tăng cường năng lượng hỏa và giải trí một chút xíu. Thứ tư, người thiếu năng lượng hỏa khi đi siêu thị thì nên mua gì? Người thiếu hỏa rất kỳ lạ, khi họ đi siêu thị thường hay mua pin bật lửa. Câu trả lời như thế này, người thiếu hỏa thì hút hỏa, năng lượng đó đã bị người thiếu hỏa hút hết. Mọi đồ dùng như điện thoại vào tay người thiếu hỏa thì thường là hết rất là nhanh, pin sẽ sạch. Người thiếu hỏa đồ điện trong nhà càng nhiều càng tốt, bởi vì sẽ tăng năng lượng hỏa cho người thiếu hỏa. Rất là đặc biệt, người thiếu hỏa mỗi khi về nhà, việc đầu tiên á là họ hay bật tivi hoặc máy nghe nhạc. Tối đến họ cũng mở tivi suốt đêm, và thông thường thì khoảng chừng 3 giờ tới 5 giờ sáng thì họ bật dậy và tắt tivi đi. Đến đây Hồng Kỳ xin khép lại nội dung 1001 câu hỏi phong thủy cùng Master Kỳ của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị với những nội dung thú vị và hữu ích trong những clip tiếp theo.